Một con vỏ cái đen mũi hách vừa có lần sinh nở thứ hai trong 2 năm liên tiếp ở khu bảo tồn thiên nhiên Tuyết Sơn Bai Ma, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đánh dấu thành tựu lớn trong công tác duy trì nòi giống của một trong những loài linh trưởng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng lớn nhất thế giới. Trong hơn 20 năm nuôi dưỡng loài này ở đây, chúng tôi chưa bao giờ gặp được trường hợp nào tương tự khi có một con khỉ cái sinh đẻ 2 năm liên tiếp. Tôi cho rằng đây là một bước đột phá trong công cuộc nuôi loài vọc đen mũi hách này. Theo quan sát và ghi chép của khu bảo tồn, loài này thường chỉ đẻ nhiều nhất là 2 năm một lần. Vọc đen mũi hách hay còn được biết đến với tên gọi là khỉ mũi hách Vân Nam là loài vật chỉ có ở Trung Quốc, sống trong những khu rừng trên núi cao ở phía Tây Nam, tỉnh Vân Nam và khu tự trị Tây Tạng. Thông qua việc bảo vệ loài khỉ này, chúng tôi cũng đã bảo vệ được một khu rừng trong khu bảo tồn và sự đa dạng sinh học ở đây, từ đó đóng góp cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học của cả khu vực này ở tỉnh Vân Nam. Vọc đen mũi hách hiện đã bị đưa vào danh sách các loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng của Hiệp hội Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên. Số lượng các cá thể loài này hiện chỉ còn khoảng 3.500 con.